Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị, Trung Quốc trong những ngày qua hứng chịu cùng lúc nhiều thảm họa thiên nhiên như lượng mưa kỷ lục, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán, vòi rồng và lốc xoáy tấn công. Mưa lớn, nắng nóng và lốc xoáy tấn công phía Nam Quảng Châu trong tuần này đã khiến hàng triệu người phải di rời, tài sản và đất canh tác bị hư hại nặng. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày hôm qua đưa tin, miền Nam Trung Quốc dự kiến sẽ có những trận mưa xối xả từ nay đến cuối tháng 8, trong khi vẫn chưa có biện pháp giải quyết ngay lập tức cho khu vực rộng lớn và đông dân bị ngập lụt trong những trận mưa như chút trong tuần qua. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan ngay từ đầu mùa hè, trước mùa mưa báo hiệu chuyển mùa từ xuân sang hè. Truyền thông địa phương đưa tin, vào cuối ngày thứ tư vừa qua, một trận lốc xoáy đã tàn phá các khu vực của Quảng Châu vốn đang hứng chịu lượng mưa kỷ lục gây nên lũ lụt trầm trọng. Nguồn điện cho hơn 5.400 người dùng ở thành phố rộng lớn phía Nam này bị cắt đứt. Theo truyền thông địa phương ở Quảng Châu, mực nước nguy hiểm với sóng cao ở lưu vực sông Châu Giang khiến chính quyền trung ương phải cử nhân viên phòng chống lũ lụt đến hỗ trợ. Một địa điểm quan sát trong thành phố đã ghi nhận một con sóng cao 2,75m hôm qua, cao nhất trong hơn 20 năm qua. Cơ quan dự báo thời tiết ở tỉnh Phúc Kiến gần đó hôm qua đưa ra cảnh báo rằng lượng mưa kỷ lục gần đây sẽ kéo dài sang tuần tới, dẫn đến nguy cơ cao xảy ra thiên tai lũ lụt. Các tỉnh khác cũng đưa ra cảnh báo thiên tai trong tuần này đã thúc đẩy nỗ lực cứu trợ khẩn cấp khi đường phố chìm trong nước, đường cao tốc bị cô lập và đất nông nghiệp bị ngập úng, hoa màu bị mất trắng. Trong khi đó, nhiệt độ ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc đạt mức cao bất thường lên đến hơn 40 độ C. Thời tiết nắng nóng bất thường đã bao trùm thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi hứng chịu lượng mưa kỷ lục gây nên ngập úng, lũ lụt kinh hoàng và giao thông bị tê liệt bởi lũ lụt vào mùa hè. Trung Quốc có lịch sử dễ bị ngập úng, lũ lụt do mưa lớn. Trong thời gian gần đây, nước này ngày càng dễ bị tổn thương hơn do nạn phá rừng, khai hoang các vùng đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu. Nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khi lượng mưa và nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục. Biến đổi khí hậu đã mang lại những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên của Trung Quốc, tiếp tục lan rộng và thâm nhập vào nền kinh tế xã hội. Chính phủ cho biết trong chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia được công bố hôm vừa qua, tài liệu cho hay biến đổi khí hậu không chỉ tạo ra những thách thức lâu dài mà còn khiến Trung Quốc dễ bị tổn thương hơn trước các sự kiện đột ngột và cực đoan. Các bệnh truyền nhiễm sâu bệnh và thời tiết cực đoan khắc nghiệt cũng là mối nguy hiểm ngày càng tăng đối với sức khỏe cộng đồng. Tài liệu cho biết chính phủ sẽ hiện đại hóa các hệ thống phòng chống thiên tai liên quan đến khí hậu và giảm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế cũng như các hệ sinh thái tự nhiên. Trung Quốc cũng sẽ đặt mục tiêu xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro và tác động khí hậu trên toàn quốc trong 13 năm tới, đồng thời sẽ yêu cầu các xây dựng dự án đưa khí hậu vào đánh giá tác động môi trường. Tài liệu cho hay Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát tại các sông và hồ để tăng cường kiểm soát lũ lụt và cải thiện an ninh cấp nước. Trung Quốc cũng sẽ cải cách giá nước và áp đặt các mục tiêu tiêu thụ ràng buộc ở các vùng trọng điểm nhằm mục đích cắt giảm cường độ nước, lượng nước được sử dụng trên một đơn vị tăng trưởng kinh tế 16% trong giai đoạn 2021-2025. Trung Quốc là quốc gia phát thải carbon lớn nhất thế giới. Chính phủ nước này đã cam kết sẽ đưa lượng khí thải nhà kính lên mức đỉnh điểm trước năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060. Thưa quý vị, vùng lũ lụt Hà Nam Trung Quốc chuẩn bị đón thêm một đợt mưa như chút nước mới trong tuần này. Theo dự báo thời tiết mới nhất ngày hôm nay ở Trung Quốc được Tân Hoa Xã đăng tải cho biết, đợt mưa mới sẽ xảy ra ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc trong những ngày tới. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam cảnh báo các thành phố Tín Dương, Chú Mã Điếm, Chu Khẩu, Thương Khâu, Khai Phong, Bộc Dương, Tân Hương, Hạc Bích và An Dương dự báo sẽ có mưa rất lớn. Mưa lớn tăng thêm sức ép cho việc kiểm soát lũ lụt tại địa phương. Đợt mưa lớn gây ngập lụt trước đó tại Hà Nam đã khiến 83 người chết, 25 người mất tích và hàng triệu người trong tỉnh bị ảnh hưởng. Từ một tuần qua, tổng số 150 đơn vị địa phương ở thành phố Tân Hương đã bị mưa bão tàn phá, ảnh hưởng đến hơn 2,5 triệu người. Theo đơn vị cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt của tỉnh Hà Nam tại Tân Hương cho biết,
đến chiều hôm qua có 9 lưu vực chứa và ngăn lũ lụt ở tỉnh Hà Nam đã được đưa vào hoạt động để chuyển hướng và trữ 580 triệu mét khối nước lũ. Trong diễn biến khác liên quan tới thời tiết Trung Quốc, bão Linfa đổ bộ lần thứ hai vào tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc vào khoảng 9 giờ 50 phút sáng hôm qua, mang theo sức gió lên tới 30 m trên giây ở tâm bão. Bão Linfa đã đổ bộ vào vùng biển ven biển gần thành phố Bình Hồ ở tỉnh Chiết Giang, theo Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt tỉnh Chiết Giang cho biết. Trang AQ Weather trước đó từng nhận định khi bão Linfa hoạt động dọc theo bờ biển phía đông Trung Quốc trong vài ngày, một khu vực áp cao sẽ phát triển xa hơn vào đất liền để cân bằng lượng khí áp thấp lên liên quan đến cơn bão. Khí áp cao này sau đó sẽ mang lại thời tiết khô ráo hơn cho tỉnh Hà Nam, nơi vừa xảy ra mưa lũ lịch sử hồi tuần trước. Kính thưa quý vị, Trung Quốc trong những ngày qua hứng chịu cùng lúc nhiều thảm họa thiên nhiên như lượng mưa kỷ lục, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán, vòi rồng và lốc xoáy tấn công Trung Quốc, thiệt hại khoảng 25 tỷ đô la Mỹ do lũ lụt, tình trạng tồi tệ thứ hai trên thế giới sau châu Âu, nhưng chỉ 1/10 được bảo hiểm theo Switzer Institute. Việc lũ lụt Trung Quốc gây thiệt hại lớn trong năm 2022 có liên quan tới thiên tai ở tỉnh Hà Nam trong tháng 7 vừa qua, gây thiệt hại kinh tế khoảng 19 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 2,3 tỷ đô la Mỹ được chi trả bảo hiểm theo đơn vị nghiên cứu của Switzer Institute, một trong những công ty tái bảo hiểm lớn nhất thế giới. Dữ liệu từ báo cáo nghiên cứu mới nhất của công ty có trụ sở tại Zurich về thảm họa thiên nhiên cho thấy chỉ có châu Âu chịu thiệt hại nặng nề hơn Trung Quốc trong năm 2022. Châu Âu ghi nhận hơn 41,8 tỷ đô la Mỹ thiệt hại liên quan đến lũ lụt khi các trận mưa bão cực mạnh tấn công vào Đức và các quốc gia láng giềng vào tháng 7 vừa qua, khoảng 32,5% thiệt hại được bảo hiểm. Trong lịch sử, châu Á là khu vực bị thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng và không được bảo hiểm nhiều. Năm ngoái, chỉ 10,6% trong số 31,1 tỷ đô la Mỹ thiệt hại do lũ lụt được bảo hiểm chi trả. Con số này đã cải thiện một chút so với mức trung bình 7% từ năm 2011 đến năm nay, nhưng vẫn ở mức thấp so với 34% ở châu Âu. John Yu, nhà kinh tế trưởng về châu Á của Viện cho biết, rõ ràng ngày nay, biến đổi khí hậu sẽ là thách thức kinh tế cơ bản của thời đại chúng ta. Với việc biến đổi khí hậu gây ra tổn thất kinh tế nặng nề, các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng bao gồm phòng chống lũ lụt về cơ bản có thể mang lại hiệu quả về lâu dài. Theo một kịch bản, công việc như bình thường tiêu cực nhất, biến đổi khí hậu sẽ khiến châu Á mất hơn 1/4 GDP vào năm 2050. Switzer ước tính, năm ngoái, thế giới ghi nhận hơn 50 trận lũ lụt lớn, cướp đi sinh mạng của hơn 2.300 người và gây thiệt hại kinh tế 82 tỷ đô la Mỹ. Kể từ những năm 1950, tần suất và cường độ của các sự kiện mưa lớn đã tăng lên đối với hầu hết diện tích đất liền trên thế giới, nơi có đủ dữ liệu được thu thập. Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu IPCC của Liên Hợp Quốc nêu trong báo cáo vào năm ngoái, biến đổi khí hậu do con người gây ra có thể là động lực chính. IPCC chỉ ra, ngay cả khi hiện tượng nóng lên toàn cầu được kiềm chế ở mức 1,5 độ C vào năm 2100 so với thời kỳ tiền công nghiệp, thì lượng mưa lớn và lũ lụt kèm theo được dự báo sẽ tăng lên và trở nên thường xuyên hơn ở hầu hết các khu vực ở châu Phi và châu Á. Các hoạt động của con người đã khiến nhiệt độ trung bình tăng 1,1 độ C kể từ năm 1850. Cầu bị nước lũ cuốn sập ở Đài Loan, Trung Quốc phát cảnh báo mưa lớn. Kính thưa quý vị, cây cầu Minbakru được xây dựng với chi phí 3,6 triệu đô la Mỹ đã bị nước lũ cuốn sập một phần ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Trong khi đó, hôm nay Trung Quốc phát cảnh báo mưa lớn với các tỉnh ở Tây Nam nước này. Thời báo Đài Bắc hôm vừa qua đưa tin bão Lupit đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng tiếp tục gây mưa lớn ở nhiều nơi thuộc phía đông đảo Đài Loan, dẫn tới lũ lụt và sạt lở hôm qua. Nước lũ đã cuốn sập một cây cầu ở thành phố Cao Hùng, miền nam đảo Đài Loan. Áp thấp nhiệt đới cũng đã làm gián đoạn các dịch vụ đường sắt cao tốc và khiến nhiều ngôi làng ở vùng núi bị cô lập sau khi cầu đường bị hư hại. Một phần của cây cầu dài 100 mét ở khu vực sáp giác thành phố Tân Bắc gần núi Đông Nhãn đã bị sập sau vài ngày có mưa và lũ lụt, khiến khoảng 300 người tại khu này bị kẹt lại. Mưa lớn còn gây ra sạt lở ở xã Nhân Ái thuộc huyện Nam Đầu, chặn ngang con đường nối giữa một số ngôi làng. Chính quyền thành phố Cao Hùng, miền Nam đảo Đài Loan cho biết họ đã ra lệnh sơ tán 2.035 người ra khỏi các khu vực miền núi. Một phần lớn của cây cầu Minbaklu có nghĩa là hy vọng và cuộc sống mới trong tiếng địa phương ở quận Đào Nguyên thuộc thành phố Cao Hùng đã bị sập do nước lũ. Cây cầu này đã được xây lại hồi năm 2017 với chi phí hơn 100 triệu tân đài tệ, tương đương 3,6 triệu đô la Mỹ.
sau khi bị phá hủy do bão Morakot. Cây cầu này rất quan trọng với người dân nơi đây. Du khách sử dụng cầu này để tới suối nước nóng Ngọc Vệ Yusui. Một người dân địa phương chia sẻ, xã Vụ Đài ở huyện Bình Đông là nơi hứng lượng mưa cao nhất ở Đài Loan với lượng mưa tới 693mm tính từ nửa đêm qua tới 15:30 chiều nay, cao nhất Đài Loan. Xã Mạ Gia thuộc huyện Bình Đông là nơi hứng lượng mưa cao thứ hai với 648mm. Trong diễn biến khác, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát cảnh báo mưa lớn mức màu vàng trên thang 4 màu từ cấp thấp đến cao, xanh, vàng, cam, đỏ với các khu vực ở Tây Nam nước này, kêu gọi thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Theo dự báo, từ 14 giờ chiều nay tới 14 giờ chiều mai, mưa lớn có thể diễn ra ở nhiều nơi của tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh, tỉnh Quý Châu và tỉnh Vân Nam. Một số khu vực có thể hứng lượng mưa 230mm. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!